bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền tổ quốc thân mến. Vâng, tiếp theo sản phẩm nữa lại rời khỏi cửa hàng chúng hành theo đoàn khách đến từ thành phố Bắc Ninh. Vâng, là một chiếc âm ly Acoustic E305. Vâng, chiếc này là chiếc cuối cùng trong cửa hàng Acoustic 305V và 305. Thì trong buổi tối ngày hôm qua cửa hàng có 3 chiếc, thì 2 chiếc cũng đã có chủ theo một đoàn khách về Hà Nội, và hôm nay thì còn một chiếc ở phố Giáng Sinh nhà mình thì cửa hàng cũng đã mang ra đây cho quý khách cảm ơn. Vâng, đây là một chiếc âm ly Acoustic E305 trơn. Đến thẩm âm với một chiếc âm ly Acoustic, vâng, rất là đẳng cấp. Thì các bác kết hợp với một chiếc âm ly bằng một cặp loa của Nhật Bản Bühler CS616. Đây, cô quay cho. Ở đây cô không? Tí lại được lên sóng. Vâng, âm thanh Đức Hạnh là một clip ngắn thông báo cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh được biết. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì những sản phẩm đã có chủ theo những đoàn khách về Hưng Yên và Hải Phòng. Và tiếp theo đến đoàn khách thứ 3 là đoàn khách đến từ thành phố Bắc Ninh. Anh cũng đã lựa chọn được một chiếc âm ly Acoustic E305 trơn. Vâng, là mọi thông tin chi tiết mua sắm về tất cả các sản phẩm audio bên cửa hàng Thanh Hạnh cấp, quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng Thanh Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Âm thanh Đức Hạnh xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.